đến với bài dựng hình cơ bản dùng polygon của học 3D.com. Trong bài này chúng ta sẽ học cách modeling dùng polygon ra một con cá tương tự như hình các bạn thấy ở đây. Trong quá trình học thì những cái lệnh cơ bản về edit polygon cũng sẽ được giới thiệu trong 3ds Max. Để bắt đầu chúng ta sẽ reset 3ds Max. Save. Chúng ta sẽ tạo một cái box hình gần gần giống như hình con cá trên cái phần viewport. Bạn cho cái width segment là 5, length segment là 2. Bạn phóng to cái viewport này lên. Nhấn phím J để tắt cái khung này đi. Selection, chúng ta không cần cái đó. Nhấn phím G, J trên bàn phím, phím G để các bạn tắt cái lưới của bạn đi. Nhấn F4 để hiện cái khung dây ra. Và chúng ta sẽ phải thao tác với cái này. Bây giờ chúng ta sẽ convert, tức là chuyển đổi cái box này thành một đối tượng dạng Edit Table Polygon bằng cách là kích chuột phải của nó, các bạn chọn Convert to Edit Poly. Khi modeling thì các bạn sẽ thấy là cái khung dây cũng như cái phần đặc này á, thì nếu chúng ta để cái màu phần đặc này nó tối hơn thì chúng ta sẽ nhìn cái khung dây nó dễ dàng hơn. Do đó tôi thường là tôi sẽ đổi cái màu này thành một màu xanh rất là đậm hoặc là màu nào đậm như thế này để cái độ tương phản giữa cái hình màu trắng của khung dây và cái phần này nó thích hợp. Các bạn đổi được thành Edit Poly rồi thì các bạn có thể đặt tên nó là con cá. Bây giờ các cái khi đã thuộc dạng Edit Polygon thì những cái nó sẽ xuất hiện ra một những cái đối tượng con của nó là vertex. Vertex là điểm, edge là cạnh, border là những đường bao cạnh và polygon là mặt, element là các thành phần, các cái khối con của nó. Thì tùy theo các bạn chọn ở cái chế độ con nào thì các bạn sẽ làm việc tương ứng với cái object đó, với cái loại đối tượng con đó. Dù tôi chọn điểm thì khi chọn địa điểm thì có thể chọn các điểm ở đây, tôi có thể di chuyển, tôi có thể làm việc cạnh, tôi có thể kéo lên xuống qua lại tương tự tạo thay đổi về khối. Những thao tác tôi làm thì tôi làm thử xong tôi thường là undo ha, tôi sẽ undo bằng cách nhấn Ctrl Z để undo, ok, hoặc là đang giữa chừng thì tôi bỏ chuột phải ra, kích chuột phải. Mặt, các đối tượng về mặt ở đây thì khối thì chỉ có một thôi, tại vì toàn bộ cái này chúng ta chỉ có một khối thôi, chưa có khối thứ hai, thì nhà chọn một cái này sẽ chọn tất cả. Ok, thì các cái đối tượng con này tương ứng với các phím là 1, 2, 3, 4, 5 trên bàn phím của các bạn. Các phím tắt 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhấn phím 1 thì nó sẽ chuyển vậy. Nhấn phím 1 lại một lần nữa đó, nếu đang ở chế độ nhưng mà lại thì tương ứng với tắt, trở về cái object trên cùng. Bây giờ việc đầu tiên tôi cần làm tiếp theo là, việc đầu tiên là trước khi chữa Bully tôi muốn xóa cái phần phía một mặt đi, tại vì tôi sẽ chỉ modeling một nửa cái con cá thôi, phần còn lại sẽ tự động dùng cái modifier symmetry, tức là đối xứng để sinh ra ở bên kia. Thì để xóa một nửa tôi sẽ chọn mặt và tôi chọn phần bên trong này, giữ control click để chọn tất cả, hoặc là các bạn có thể kéo như thế này để chọn cái phần này thôi. Với máy các bạn có thể khác, khi các bạn không không làm được động tác đó đó thì các bạn có thể customize, chọn preferences, chọn nhớ là auto window crossing by direction này là check vào đây ha, các bạn check vào nút left right, các bạn chọn ok thì từ đó trở đi các bạn có thể chọn theo kiểu là những cái nào nó nằm chọn trong cái vùng chọn là thì nó mới chọn thôi. Còn bên phải qua thì nó sẽ chọn tất cả những cái nào mà ăn vào cái đó. Còn trái qua, xin lỗi, từ bên phải qua thì nó chọn như này, còn từ trái qua thì nó chọn những cái nào ăn vào cái này. Tôi chọn lại cái này, delete để xóa đi. Bây giờ tôi sẽ qua front viewport, tôi chỉnh sửa, tôi chọn chế độ điểm và tôi chỉnh sửa những cái hình dáng này bằng cách là scale. Tôi sẽ chỉnh cái dáng của cái này,
scale thì sẽ làm giúp cho tôi hai bên để chỉnh nó đều hơn và nó sẽ xuất hiện nó đối xứng hơn. Mặc dù thực ra con cá nó không cần phải đối xứng hướng này nhưng mà tại vì nhờ vậy nó sẽ nhanh hơn thôi. Cái này thì tôi sẽ đuôi cá thì tôi sẽ kéo cái điểm này vào. Move lên. Sau khi làm như vậy thì tôi sẽ được ra được cái hình như vậy. Tắt tắt cái lưới chính đi, tôi kéo những điểm này xuống để cho cái nó tạo cái độ bầu ở bên hông con cá tương tự như vậy. Kéo xích lên, chọn điểm, kéo lên. Các bạn có thể nhấn F3 để bật chế độ đặc lên, nhấn F4 để hiện cái khung dây, F3 là bật tắt đặc, F4 là bật tắt khung dây, phím J để tắt cái khung bracketing thì các bạn đã làm việc với cái viewport user. Chỉnh cho miệng cá, kiểu đầu cá, phần đầu cá nhỏ lại này ha, phần thân cá mình có thể làm cho nó phình ra một chút, chọn ba điểm này ấy ra, hoặc là các bạn có thể chọn cạnh, nhấn số 2 chuyển vào chế độ cạnh, chọn cạnh, chuyển phần này có thể cho nó xích vào sát vào đuôi tương tự sát vào điểm, kéo xích điểm lên tạo cái độ bầu ở đây. Dáng chính mình chỉnh như vậy là tạo ổn. Bây giờ mình sẽ nhân bản nó ra một object khác, một vật thể khác để mình tham chiếu nó. Thì các bạn tắt cái này đi ha, bạn giữ phím shift move nó lên phía trên, chọn là reference, đừng chọn copy, đừng chọn instance, chọn là reference, có nghĩa là object này sẽ phụ thuộc vào object gốc này, những gì thay đổi với gốc sẽ ảnh hưởng đến object này. Bạn nhấn ok, các bạn chọn modifier tên là symmetry trong cái danh sách này, symmetry, các bạn chọn trục Z thì khi đó nó sẽ tự động sinh ra phía nửa bên bên kia cho các bạn thấy. Các bạn có thể tăng cái số threshold này lên một chút để cái đường line ở giữa này nó được chập vào nhau dễ dàng hơn. Và các bạn chọn một cái nữa là cái turbo smooth, thì cái này là có tác dụng là nó sẽ sinh ra các cái cạnh và các điểm mới cho cái con cá, mà cho cái khối ít ít mặt ít điểm như này, và tự động nó làm trơn hoặc làm smooth, làm là cho cái hình dạng nó mềm mại hơn dựa trên cái hình khung 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 ít 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 điểm ở dưới. Số lượng iteration là số lượng lặp lại càng nhiều thì cái khung da nó càng dày hơn, cái khung dày của gốc dưới càng dày hơn. Hiện nay chúng ta sẽ để bằng 2 ha để chúng ta quan sát. Thì từ thời điểm này trở đi, tất cả những cái thay đổi mà các bạn có trên cái object này nó sẽ tự động, các bạn chỉnh sửa trên đây nó sẽ thay đổi ngay trên cái khung kia kia để các bạn quan sát nó dễ dàng hơn. Nhiều tôi lôi xích ra một chút cho đầu cá to hơn, chỉnh cái này ra giữa một chút. Ok, là tôi chọn cái màu cho nó sáng hơn, con cá này thì nên chọn một màu nó sáng hơn thì mình dễ quan sát hơn. Rồi, như các bạn thấy là hiện nay cái phần đuôi cá mặc dù của chúng ta ở phía dưới này chúng ta đã kéo rất sát và nhỏ như vậy rồi, nhưng mà nó vẫn không có xuống được nữa. Thì chúng ta muốn cái phần này nó thật sự thon đuôi như vậy á thì chúng ta phải thêm điểm vào đây, thêm cái một số cái hàng cạnh điểm vào đây. Bạn hãy suy nghĩ giống như là những cái nam châm, những cái điểm và những cái nam châm, thì khi mà cái số lượng nam châm càng nhiều á thì cái lực hút về phía nó càng lớn, và khu vực này càng lớn thì khi đó những cái lưới này này nó sẽ bị hút nhỏ lại. Thì để thêm được vào đó thì tôi sẽ giới thiệu với bạn một cái lệnh đầu tiên, đó là lệnh cut của Edit Poly. Lệnh cut sẽ hoạt để thấy được lệnh cut làm việc như thế nào thì tôi sẽ mở một cái 3ds Max khác ngay phía dưới cái này thì đây là một cái bình trà mà tôi đã là Edit Poly sẵn á. Thì tôi sẽ giới thiệu với bạn cái lệnh cut. Các bạn kích chuột phải lên thì nó sẽ lệnh cut đây ha, hoặc là nó tương ứng với cái lệnh cut ở phía bên quả của bên này. Thì lệnh cut thì giống như cả con dao ấy, chúng ta cứ rạch lên đầu thì nó sẽ ra đường, ra điểm lên đó. Cái chuột đầu nó ra thoải mái, các bạn cứ cắt bất kỳ
cắt xong thì các bạn kích chuột phải thì coi như các bạn hoàn tất cái việc cắt, thì nó tự động một số các bạn thấy đó, điểm đường nó sinh ra cho các bạn giống như là tạo giống con dao cắt dọc theo cái đường này. Nhưng mà chú ý một chút xíu về cái lệnh cắt là khi mà các bạn hình icon mà các bạn đang thấy đó, ví dụ đây là hình này là nó đổi thành cái dấu chấm nhỏ thì các bạn cắt đây là cắt vào điểm ha, còn nó mà đổi thành cái dấu hình này á có cái đường dài dài là cắt vào cạnh, còn các bạn để mà bình thường dấu to to vuông như này thì là cắt vào mặt, thì tùy theo các bạn lúc có tùy theo nhu cầu mà các bạn muốn cắt hình gì thì các bạn sẽ chọn cái hình biểu tượng cho nó thích hợp. Giờ quay lại con cá thì tôi muốn cắt một đường từ thẳng từ đây xuống đây ha, sau đó tôi sẽ chọn cắt chọn ngay điểm này kéo thẳng lên trên, thì như các bạn thấy lập tức cái đôi cá nó đã co lại điểm đó rồi. Tôi có thể scale nó nhỏ lại một chút nữa và tôi nối nó xích tới. Bây giờ từ cái phần phần này đã tạm gọi là nhỏ được rồi đó, bây giờ tôi sẽ làm phần đuôi cá kéo thêm một chút nữa nha. Phần đuôi cá thì hiện nay cũng các bạn thấy là cũng chưa được cái hình dáng mà tôi muốn nó cong như vậy thì tôi phải có thêm hàng điểm ngang ở đây, thì sẽ giới thiệu với bạn một cái lệnh tiếp theo của Edit Poly là cái lệnh connect connect cạnh, thì các bạn chuyển qua chế độ cạnh lệnh connect cái lệnh nằm chỗ này ha. Tôi sẽ cho các bạn thấy nó làm việc như nào trên cái bình chải trước. Thì lệnh connect là lệnh giúp cho chúng ta sinh ra những cái đường nối giữa những cái cạnh chúng ta đã chọn. Chỗ đây chúng ta chọn ba cạnh, bốn cạnh này chẳng hạn. Thì tôi chọn connect thì lập tức nó được có một cái đường sinh ra nối đây. Trong trường hợp tôi muốn nối nhiều, chỉ sinh trường hợp bình thường mà chúng ta muốn sinh lên nhiều cạnh hơn một cạnh hay là nối, thay vì là một chỉ một cạnh nối thì chúng ta chọn cái ô này và chúng ta chọn các cái giá trị muốn bao nhiêu cạnh thì tùy. Các bạn tăng cái số segment này lên thì cái số cạnh nối giữa những này nó sẽ tăng lên. Cái giá trị pinch này sẽ quyết định là nó co lại vào giữa hay nó giãn hai bên, và cái giá trị size nó sẽ lệch về phía bên nào, slide về phía bên nào. Thì tùy các bạn, thì nhu cầu mà các bạn muốn connect bao nhiêu thì nó sẽ sinh ra một số điểm đường như các bạn thấy cho các bạn đây. Quay trở về với con cá của chúng ta thì chúng ta muốn có những hàng điểm ngang ở đây ha. Thì thực ra chúng ta có thể cắt nhưng mà cắt hơi khó, thành ra chúng ta sẽ dùng lệnh connect hay hơn. Thì giờ các bạn chọn cạnh, các bạn chọn hết những này, các bạn kích chuột phải connect. Nó sẽ sinh ra một hàng điểm như các bạn, thì lập tức các bạn thấy ở đây này. Là đôi cá nó đã thon rồi. Các bạn có thể lôi cái này tới trước một chút. Lôi tới phía trước để cho nó cong cong được hướng này. Tương tự, bạn connect cái này ha. Các bạn có thể kéo cho cái phần đuôi này nó dài ra một chút, thì các bạn có thể chọn cạnh này để tạo cái độ dày cho cái đuôi chút. Một lần nữa các bạn thấy là cách chọn của tôi là tôi chọn dùng những cái chọn từ bên trái sang từ bên phải sang để chọn cùng ở trong. Ok, thì coi như tạm thời cái đuôi cá như vậy đi. Ok, bây giờ phía đằng miệng của cá tôi cũng muốn có cái hình thon như vậy, hình thon xuống giống như cái mỏ chu ra, thì tôi sẽ làm cái việc là tôi cũng sẽ dùng cái lệnh tiếp theo là lệnh quick slide. Lệnh quick slide làm việc như thế này, tôi sẽ cho các bạn thấy nó sẽ như thế nào trên cái object. Slide là cái lệnh giúp chúng ta cắt xuyên qua toàn bộ cái bề mặt này. Các bạn xem, nếu tôi muốn cắt một đường mặt thẳng xéo như vậy thì khi tôi cắt như vậy thì lập tức toàn bộ object nó bị một cái đường xéo cắt xuyên qua luôn. Làm lại, các bạn chọn quick slide ha, các bạn kích chuột vào một cái chỗ nào bất kỳ thì đó sẽ thành cái tâm, và lúc đó các bạn bỏ tay ra, các bạn quay cái chuột, quay coi như quay cái đường mặt mặt cắt này, các bạn kích chuột một lần nữa thì nó sẽ cắt. Tôi sẽ làm một động tác như vậy cho cái phía đầu cá này, chọn quick slide, tôi
cắt vào khoảng này. Ok, kích chuột. Thì tôi đã có cái này đấy hả? Tôi bây giờ muốn chọn những cạnh này và tôi scale cho nó ngang ngang một chút để quan sát ở trên kia. Rồi. Cái phần miệng cá này á, thì tôi muốn nó thụt vào trong, tại vì nó sẽ tạo cái hốc phía trong của miệng cá. Thì tôi dùng cái lệnh là lệnh extrude mặt, tôi sẽ chuyển vào chế độ mặt ở đây và tôi chọn extrude. Bây giờ cái lệnh extrude sẽ làm việc như sau. Qua đây mình chuyển ha. Extrude là cái lệnh sẽ sinh ra những cái mặt mới, hoặc là bằng cách là đẩy lồi cái mặt hiện hoặc là lõm cái mặt chọn này lên. Thì ở đây chúng tôi có ba mặt, tôi chọn là extrude thì nó sẽ thì biểu tượng nó sẽ đổi thành cái hình như vậy ha. Các bạn có thể kích chuột giữ và kéo thì nó sẽ lồi lên bao nhiêu tùy theo bạn kéo nhiều hay ít. Bạn có thể kéo lên nữa nếu như các bạn muốn. Các bạn có thể là chọn mặt khác, các bạn đẩy thụt vào trong, kéo xuống thì nó sẽ đẩy vào trong. Ngoài ra extrude thì các bạn có thể là chọn extrude bằng thông số. Ví dụ các bạn chọn mặt này, các bạn chọn nhiều mặt cũng được nhé. Các bạn chọn này và extrude bằng thông số này thì lúc đó nó sẽ cho phép các bạn là số bao nhiêu thì vừa theo local normal hay là by polygon, tức là nó sẽ tách rời ra hai polygon ra tùy theo cái nhu cầu của bạn. Thường thì nó group xong thì các bạn nhấn ok. Bây giờ mình sẽ quay trở lại con cá, mình làm cái động tác như vậy. Nhưng mà tôi muốn extrude này ngược vào trong. Thế là tôi sẽ chọn lại extrude kéo ngược vào trong. Như là tôi muốn scale cho nó nhỏ lại một chút rồi. Tôi không muốn cái miệng ở trong nó to như vậy. Chuyển qua scale, scale nhỏ lại. Và tôi xóa hai cái mặt bên này đi. Thì bên trong miệng cá nó nhỏ lại ha. Tôi cũng kéo cái phần điểm, ba cái điểm này sang bên tay. Một chút. Rồi. Này tôi đã có cái hình tương đối là hình con cá như vậy. Nhưng mà cái hộp phía trong này thì tôi cũng không cần nó phải có cái độ dày như vậy. Tôi sẽ làm cho nó dẹp lại, sẽ trùng vào nhau. Thì tôi muốn biến ba điểm này thành một điểm thôi. Thì cái lệnh mà tôi thực dùng làm việc đó đó thì có hai cách. Một là chúng ta dùng lệnh collapse. Collapse thì dễ hiểu rồi, các bạn cứ chọn các điểm cần chọn, các bạn kích chuột phải chọn collapse nằm ở phía bên đây thì nó sẽ ba điểm thành một điểm. Các bạn thấy undo lại nha, tôi undo để xem nha. Đây là ba vertices selected, có nghĩa chúng ta đang chọn ba điểm mà chúng ta chọn lệnh collapse thì nó còn có vertex năm ba, tức là còn có một thôi. Còn một cách khác là weld điểm. Cái lệnh weld điểm nằm đây này, tôi sẽ làm cho các bạn thấy ở trên object này ha. Các bạn chọn điểm, các bạn chọn những điểm nào mà các bạn muốn weld, ví dụ như là bít cái nắp bình trà này lại chẳng thì các bạn nhấn weld thì nó chưa weld được ngay, tại vì là cái threshold của nó, tức là cái thông số này nè, nó xác định khoảng cách xa bao nhiêu thì nó mới 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 có thể chập lại là một. Thì nếu khoảng cách này mà càng lớn thì cái nó mới chập càng, thì những object nào nằm trong cái khoảng cách cách nhau 0,1 mét này, tức là 10 cm thì nó mới weld lại được, nó mới chập lại được. Thì tôi chọn ví dụ như vậy. Thì từ nay những object nào, những cái vật nào mà nằm trong khoảng đó, mà tôi chọn weld thì tự động nó sẽ weld lại được với nhau ha. Ngoài khoảng đó thì không được, tôi có thể tăng lên nữa chẳng hạn. Thử hai điểm này weld. Đó là những cái thao tác các bạn chọn ha. Weld thì nó sẽ thành oops điểm. Ok rồi, giờ tôi làm động tác đó với ba cái điểm này. Tôi chọn chắc chắn là 0,03 là không đủ rồi, tôi tăng lên. Ok, thì trong miệng con cá vậy là còn có như vậy thôi. Và tôi chỉnh lại hai cái điểm này, lôi nó xích vào đây tạo cái độ cong cho miệng cá, kéo xích vào đây. Hai cái điểm này ra đằng sau một chút, mình sẽ tạo cái độ cong ở đây, mình sẽ lôi ra sau nhiều nhiều một chút.
Ok. À, hai điểm này chúng ta cũng có thể nối xích cho đằng sau. Quan sát cái độ bầu trên cái ốc xích trên. Miệng chỗ này cho sâu vào một tí. Rồi. Qua đây. Bây giờ sau khi ngắm lại thì có thể hình dáng con cá các bạn muốn thay đổi gì, muốn cho đầu nó thon hơn hay là vùng này nó dẹp vào một chút thì các bạn có thể dùng điểm, thao tác những cái điểm ở đây và quan sát ảnh hưởng trên gương trên như thế nào. Chủ yếu các bạn hiện nay các bạn thấy là chúng ta chỉ dùng các cái hai chế độ chủ yếu là di chuyển hoặc là scale với các cái điểm hoặc các cạnh hoặc các cái mặt ở trên cái này mà thôi. Thì với cái hình cơ bản của con cá như vậy thì chúng ta đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc là những cái việc khác như là cắt các cái vây, tạo những gai trên lưng làm mắt hoặc là tạo cắt màng cá, tạo râu cho cá. Lưu lại bài này là bài con cá 01.